Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta được học về một câu chuyện về một bạn nhỏ có thói quen đi ngủ cùng với các đồ chơi của mình nhé. Trong câu chuyện này, chúng ta có những từ mới sau: bed, chiếc giường, bed. Roll over. Có nghĩa là lăn qua, lăn lại. Roll over. Bed. Roll over. Đây là hai từ mới của câu chuyện ngày hôm nay. Và chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung của câu chuyện nhé. Câu chuyện kể về một cô bé rất thích đi ngủ cùng với đồ chơi. Bạn ấy để con búp bê ngủ cùng mình. Rồi trong lúc ngủ, bạn ấy lăn qua, các con đồ chơi cũng lăn theo và đồ chơi rơi xuống đất, đồ chơi kêu đau quá. Bạn để con gấu Teddy ngủ cùng mình. Trong lúc ngủ cũng lăn qua, gấu lăn theo và gấu rơi xuống đất, gấu kêu đau quá. Chúng ta cùng kể câu chuyện bằng tiếng Anh nhé. I put the teddy bear on the bed. Tôi để con gấu trên giường của mình. I put the teddy bear on the bed. Roll over. Lăn qua. Ouch. Đau quá. Tức là bạn gấu đã rơi xuống đất và bạn ấy kêu đau quá. I put the teddy bear on the bed. Roll over. Ouch. Đau quá. I put the doll on the bed. Roll over. Ouch. Tôi để con búp bê trên giường. Lăn qua. Búp bê rơi xuống đất kêu đau quá. Ouch. Tương tự, các bạn cũng có thể thay thế búp bê và teddy bear bằng đồ chơi khác của mình. Ví dụ như là các bạn có thể ngủ cùng ô tô, ngủ cùng robot, thì chúng ta sẽ thay vào và được một câu chuyện dành riêng cho mình nhé. Goodbye!